Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group bổ sống lại nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của khủng bố sống lại qua tập số 251. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trần Thục Mỹ giật mình. Cô ta vô ý thức lùi lại phía sau, đụng trúng người của Dương Gian. Dương Gian lạnh nhạt đỡ lấy cô ta, sau đó nói: đây là một cỗ người giấy khá đặc biệt, là sản phẩm của lực lượng linh dị. Nó được chế tác dựa theo bộ dáng của Hùng Văn Văn. Tuy nhiên việc này không có liên quan gì với tôi, mà đó là sắp xếp của tổng bộ. Còn cụ thể nó như thế nào thì tôi cũng không có tiện nói nhiều. Hắn lấy một chiếc hộp bằng vàng từ trên kệ hàng. Sau khi mở ra, ở bên trong là một bức ảnh đen trắng. Ở trong tấm ảnh, Hùng Văn Văn tỏ ra khá hoảng sợ, giống như là tại thời điểm chụp ảnh nó đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Cầm lấy. Dương Gian đưa tấm ảnh kia cho Trần Thục Mỹ. Đây chính là con của dì, Hùng Văn Văn. Trần Thục Mỹ vô ý thức cầm lấy. Cô ta nhìn qua một chút. Cái này, đây chỉ là hình chụp của Văn Văn. Nó đúng là ảnh chụp, không sai. Nhưng mà hiện tại Hùng Văn Văn đang bên trong tấm ảnh nó đó. Dương Gian nói ra một bí mật động trời. Đầu tiên Trần Thục Mỹ tỏ ra hơi sững sờ. Sau đó dường như là cô ta ý thức được điều gì đó. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hoa mắt chóng mặt. Có vẻ như là cô ta không thể chịu đựng được cơn đả kích này, thiếu chút nữa thì ngất. Trần tiểu thư. Trương Đại Cầm ở bên cạnh vội vàng đỡ cô ta ngồi xuống. Dương Gian không thèm quan tâm liệu Trần Thục Mỹ có chịu được hay không. Hắn tiếp tục nói. Lần trước Lý Quân gọi Hùng Văn Văn tham gia vào chuyện linh dị quỷ hỏa. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Hùng Văn Văn có sử dụng một chiếc máy ảnh quỷ dị. Thứ này chỉ được sử dụng cho lệ quỷ, nhưng có tồn tại khả năng bị thất bại. Hùng Văn Văn là vì món đồ linh dị này thất bại nên mới bị giam vào bên trong tấm ảnh, biến thành bộ dạng như hiện tại. Sau đó thì tổng bộ đề nghị đưa bức ảnh của Hùng Văn Văn cho tôi, vì bọn họ cảm thấy tôi có cách điều để khiến cho nó sống lại một lần nữa. Tuy nhiên việc phục sinh người chết có tồn tại một phần nguy hiểm nhất định, vì thế tôi không hành động lập tức. Không hẳn là vì muốn quan sát thêm, mà còn là muốn hỏi ý kiến của dì. Dù sao dì cũng là mẹ của Hùng Văn Văn, tôi cảm thấy việc này cần phải có sự đồng ý của dì mới được. Dì Trần, hiện tại dì cũng đã đến thành phố Đại Sương rồi, tôi nghĩ dì nên đưa ra quyết định cho chuyện của Hùng Văn Văn đi. Tổng giám đốc Dương, hiện tại nói đến chuyện này ngay có phải là không được ổn hay không? Giống như là Trần tiểu thư không chịu nổi đả kích như vậy. Trương Đệ Cầm cảm nhận được người của Trần Thục Mỹ đang liên tục run rẩy. Không biết là do cô ta đang hoảng sợ hay là đang đau lòng, hoặc cô ta đang tuyệt vọng. Dương Gian bình tĩnh nói: dì ấy không yếu ớt như cô nghĩ đâu. Đừng có xem thường kiên cường của một người mẹ. Cô chưa sinh con nên không thể nào hiểu được đâu. Hắn đã nhìn ra được, điều khiến cho Trần Thục Mỹ hoảng sợ không phải là do quỷ, mà là do cô ta mất đi Hùng Văn Văn. Đội trưởng Dương, tôi phải làm gì bây giờ? Cậu có thể giúp tôi được không? Mau cứu Văn Văn. Bất kể là gì, chỉ cần còn một chút hy vọng, tôi đều muốn Văn Văn có thể sống. Chuyện lần trước là do tôi sai, tôi không nên để Văn Văn theo Lý Quân, nếu không thì mọi chuyện không biến thành như thế này. Trần Thục Mỹ đã khóc, cũng cầu xin và tự trách bản thân. Tâm tình lúc này của cô ta cực kỳ phức tạp, vô cùng đau khổ. Trương Đại Cầm ở bên cạnh nhịn không được liền lên tiếng an ủi: Trần tiểu thư, đừng quá đau lòng. Cô cứ yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Mọi chuyện đã có Tổng Giám Đốc Dương rồi, ngài ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Cô phải tin tưởng vào Tổng Giám Đốc Dương. Mặc dù đang an ủi, nhưng không biết vì sao trong lòng Trương Đệ Cầm lại có cảm giác vô cùng may mắn. Lại một người bình thường bị quấn vào trong chuyện linh dị. Nếu không phải là nhờ có Dương Gian, thì có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa trước khi chết cô còn là phải tự chịu sự sợ hãi hành hạ. Dù cho lúc đó cô không chết
mà may mắn sống, thì sau đó cô cũng sẽ phát điên. Bởi vì không có hắn ta, cô không thể tìm thấy hy vọng, không thể kiếm được một chút cảm giác an toàn nào từ xung quanh. Chỉ khi ở cùng với Dương Gian kia, Trương Đệ Cầm mới dần thoát khỏi cái bóng mờ của những thứ khủng bố đó và khôi phục lại như thường. Đại ca, cậu có ở đó không? Bọn tôi đến rồi. Cậu đang ở đâu vậy? Đúng vào lúc này, bên ngoài văn phòng vang lên giọng nói của Phùng Toàn. Đồng thời Lý Dương, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã và Trương Hàn cũng đều đến. Tôi ở đây. Dương Gian lập tức đi ra tiếp đãi mấy người đồng đội vừa tới. Ngày hôm nay, trên văn phòng tầng cao nhất của cao ốc Thượng Thông có chút náo nhiệt. Dương Gian, Phùng Toàn, Đồng Thiến, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Trương Hàn, tổng cộng có 6 vị ngự quỷ nhân đang tụ tập ở đây. Với số lượng này, dù là để ở chỗ nào cũng sẽ trở thành một cỗ thế lực không thể coi thường. Dù là hiện tại ngự quỷ nhân cũng đã không phải là rau trắng ở bên đường, chỗ nào cũng thấy được. Bọn họ là quần thể tồn tại khá thừa thớt. Cho dù là diễn đàn ninh dị của Diệp Trần đi nữa, thì số lượng ngự quỷ nhân cũng chỉ có chừng 10 người là tối đa. Không phải ai trở thành ngự quỷ nhân đều sẽ hợp cách. Có một số người bình thường may mắn trở thành ngự quỷ nhân, nhưng mà sau đó vì không có đủ tố chất và năng lực nên đã chết đi trong quãng thời gian cực ngắn. Dù người này không chết thì cũng sẽ bị lệ quỷ ăn mòn, trở nên điên điên dại dại, không thể nào trở thành đội trưởng nữa, không thể nào trở thành đội viên nữa. Vì vậy số lượng lệ quỷ, ngự quỷ nhân còn sống sót, đồng thời có đủ năng lực, đủ tố chất, không có thực sự nhiều. Trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Hoàng Tử Nhã lập tức lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Vừa rồi tôi có nghe tiếng khóc của phụ nữ trong căn phòng. Đội trưởng, không phải là anh đang làm chuyện xấu xa gì đó đấy chứ? Phùng Toàn bên cạnh lập tức chen lời. Vậy sao? Đại ca, cậu vẫn còn có loại hứng thú này sao? Có thể chia sẻ chút kinh nghiệm không? Đồng Thiến hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Mấy người đúng là nhàm chán, đều đã thành cái bộ dạng như này rồi, ai còn hứng thú với chuyện nữa đó nữa chứ? Chị Đồng Thiến, chị đừng có nói như vậy. Nếu chị thực sự muốn, tôi có thể giúp chị lấy lại thân thể trước kia, đảm bảo sẽ khiến cho đàn ông phải động tâm, còn phụ nữ phải ghen ghét đấy. Hoàng Tử Nhã khẽ vuốt vuốt nền trang sức bằng thủy tinh có màu đen ở trên cổ. Đây chỉ là một món đồ rẻ tiền, cùng lắm chỉ tốn chừng 10 mấy đồng là có thể mua được một cái. Nhưng bên trong món đồ trang sức này lại đang giam giữ một con quỷ. Nó là một con lệ quỷ có thể ảnh hưởng đến thực tế, trong đó bao gồm cả thân thể người. Không cần, tôi đã quen với bộ dáng này rồi. Với lại cái bộ dáng này cũng tốt, khỏi bị đống đàn ông kinh tởm cái nhớ thương. Vậy mà Đồng Thiến lại từ chối việc khôi phục thân thể bình thường. Hoàng Tử Nhã nói. Chị Đồng Thiến, chị xinh đẹp như vậy mà không làm phụ nữ thì thật đáng tiếc đấy. Chị nhìn tôi mà xem, vừa nãy tôi chạy một vòng xung quanh cao ốc đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải ngây ngốc đấy. Tay cô chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trước người một cái, một đường cong hoàn mỹ lập tức được phác họa ra, giống như là nữ quỷ ở trong phim ảnh vậy, đẹp đến mức khiến cho người ta phải ngạt thở. Nhưng mà những người ở đây lại không một ai tỏ ra hứng thú với cô. Dù sao phần lớn người ở đây cũng đã gặp qua dung mạo thực sự của Hoàng Tử Nhã rồi, là một cô gái bình thường, bị lệ quỷ tra tấn cho tiểu tụy, hốc hác. Còn hiện tại cô chỉ giống như đang khoác một lớp vỏ bọc mà thôi. Thứ đẹp đẽ kia chỉ là tạm thời. Nếu cô không thể xử lý vấn đề lệ quỷ khôi phục, thì việc cô trở nên xấu xí một lần nữa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đồng Thiến không thèm để ý, nhưng mà tiếng khóc ở sát vách đã khiến cho cô quan tâm tới. Vì thế cô đứng dậy nói. Tôi qua bên kia nhìn xem sao. Nói xong cô lại nhìn về phía Dương Gian với mắt nghi ngờ, giống như đang nói. Anh sẽ không thực sự làm cái chuyện gì quá đáng đó chứ? Dương Gian nói. Đừng có nhìn tôi như vậy. Dương Gian, tôi là một người thuần khiết, thuần khiết không chút tì vết, không bao giờ làm ra cái chuyện ỷ thế hiếp người như vậy. Nếu ở bên ngoài có lời gì không tốt về tôi thì đó chắc chắn là do kẻ xấu nào đó truyền lời bịa đặt, anh nói lung tung mà thôi. Lúc này Lý Dương mới nói. Đội trưởng Dương, người khóc ở bên trong hẳn là mẹ của Hồng Văn Văn đúng không? Sáng nay tôi nhìn thấy bà ta. Lần trước Liễu Tam đến đây và để lại một cỗ người giấy Hồng Văn Văn. Hiện tại bà ta đến hơn phân nửa là chuyện này rồi.
Phùng Toàn nói: Người giấy liễu ta mà. Tên này cực kỳ thần bí. Tại thời điểm tôi thành người phụ trách của thành phố Đại Sương cũng đã từng nghe qua tên của người này. Đây là một vị ngự quỷ nhân sống cực kỳ lâu. Trong miệng hắn, việc sống cực kỳ lâu ở đây ít nhất cũng phải là trên một năm. Ở trong giới ngự quỷ nhân, việc sống sót một năm đã được coi là rất dài. Chuyện là như thế này. Dương Gian lập tức kể lại mọi chuyện đại khái về quỷ họa và ông Văn Văn cho mọi người cùng nghe, để bọn họ hiểu được đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Thì ra là vậy. Cho nên hiện tại đội trưởng muốn phục sinh Hùng Văn Văn đúng không? Sau khi hiểu được, sắc mặt Hoàng Tử Nhã có chút ngưng trọng. Dù sao việc phục sinh người chết cũng là một cấm kỵ. Ở trong giới quỷ, giới linh dị là như vậy. Bởi vì không ai biết được phục sinh kia có chứa đựng huy hiểm họa nào hay không. Phùng Toàn nói: Mặc dù khá là nguy hiểm, nhưng hiện tại đã tụ tập đầy đủ điều kiện để phục sinh, nên chúng ta có thể thử một lần. Tổng bộ tính toán cũng thật chu đáo, nghĩ xong biện pháp rồi, chỉ chờ đại ca cậu gật đầu mà thôi. Chỉ là không ngờ đại ca cậu đã kéo dài đến tận bây giờ. Nếu là tôi, lần trước tôi đã ra tay phục sinh rồi. Xuất phát từ sự tôn trọng, chúng ta vẫn nên trưng cầu ý kiến của mẹ Hùng Văn Văn, đó là Trần Thục Mỹ một chút. Hơn nữa sau khi phục sinh Hùng Văn Văn mà nó còn xuất hiện dị thường, thì tôi sẽ phải lập tức ra tay để giam giữ. Và lại chúng ta đang sử dụng một cỗ người giấy của Liễu Tam để làm thân thể phục sinh, nên tôi không biết liệu điều này có lưu lại tai họa ngầm hay không. Đương nhiên cũng cần phải để cho Trần Thục Mỹ dần dần tiếp nhận một sự thực tàn khốc nữa. Cô ta phải chấp nhận con trai của bản thân là người giấy. Trương Hàn bên cạnh đột nhiên chen lời: Đối với một người mẹ mà nói, điều này đúng rất là tàn khốc. Nếu chấp niệm không thực sự tại mạnh, thì cứ để cho con của bản thân an nghỉ cũng là một chuyện tốt. Con của hắn ta mới 1 tuổi. Nếu còn hắn ta biến thành bộ dáng như vậy, có lẽ hắn ta sẽ không cứu. Không phải là hắn ta không muốn, mà việc sống trong bộ dáng của một người giấy là một chuyện quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ. Thay vì sống với bộ dáng của người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ bằng yên nghỉ thì tốt hơn. Dương Gia nói: Cho nên tôi không có quyền đưa ra lựa chọn thay cho Hùng Văn Văn, mà quyền lựa chọn này nằm trong tay Trần Thục Mỹ. Vừa rồi tôi cũng đang nói đến chuyện này. Hoàng Tử Nhã khẽ vuốt tóc đen này dày trịch kia, ở trong giọng nói mang theo một chút thương cảm, suy tư. Nhìn thấy con trai biến thành một tấm hình, điều này quả thực là để cho người ta cảm thấy sụp đổ. Dương Gia nói: Tạm thời chưa cần lo lắng về chuyện này, cứ để cho Trần Thục Mỹ nghĩ kỹ rồi hãng bàn. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là muốn nói về chuyện thành lập đoàn đội. Mặc dù tôi là đội trưởng, nhưng hiện tại bên phía tổng bộ tôi cũng chỉ là con treo tấm biển mà thôi. Trên thực tế việc này đã không khác gì tôi từ chức cả. Cho nên hiện tại địa bàn phụ trách của tôi chỉ có mỗi một thành phố Đại Sương và một vài thị trấn nhỏ cùng thôn xóm mà thôi. Có thể nói địa bàn quản lý của tôi không lớn, cho nên số lượng danh ngạch mà tôi có thể tổ chức đoàn đội cũng không có nhiều. Chỉ có 7 danh ngạch. Danh ngạch tổ đội cực kỳ quan trọng. Nếu trong tay của Dương Gian không có danh ngạch, vậy Phùng Toàn cũng được, Đồng Thiến cũng vậy, Lý Dương cũng tốt. Bọn họ đều sẽ bị tổng bộ dùng mệnh lệnh trực tiếp điều đi. Bởi vì trên danh nghĩa, bọn họ đều là thành viên của tổng bộ. Nhưng khi có được danh ngạch thì khác. Chỉ cần Dương Gian có được năng lực, hắn có thể lôi kéo được 7 người thành lập đội với hắn. Mà chuyện này sẽ được tổng bộ mắt nhắm mắt mở cho qua. Phùng Toàn nói: Đại ca, ý của cậu là nhóm của chúng ta đã cũng chỉ có từng ngày người ấy sao? Hoàng Tử Nhã nói: Từng này người đủ rồi. Ở nước ngoài một đội ngũ ngự quỷ nhân bình thường chừng 5 người, nhóm chúng ta có 7 người đã coi là một đội không hề nhỏ. Đội trưởng Dương, hình như hiện tại chỗ này cũng không có đủ 7 người. Lý Dương đếm lại một lượt, nếu tính cả ta, Đồng Thiến, Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Trương Hàn, cộng thêm cả Dương Gian cũng chỉ có 6 người mà thôi. Trước mắt chỉ mấy người chúng ta mà thôi, chỗ nào thiếu thì sau này bổ sung thêm vào.
Trước đó tôi có chân cân nhắc qua Trương Lôi. Tên này khá đặc biệt, nhưng mà trạng thái của anh ta có chút tồi tệ, cho nên tôi đã để cho đi xử lý vấn đề lệ quỷ khôi phục gấp. Không biết hiện tại đã xử lý được hay chưa. Đương nhiên giờ chúng ta cũng có thể cân nhắc thêm cả Hùng Văn Văn, nhưng mà với điều kiện là nó có thể phục sinh thành công. Vừa nói Dương Gian vừa liếc mắt nhìn phía phòng an toàn. Trần Thục Mỹ đã dừng khóc, giờ như là tâm tình của cô ta bình phục lại không ít. Phùng Toàn trầm ngâm một lúc rồi nói: chính là Trương Lôi có danh hiệu người ăn quỷ cái sao? Cậu ta đúng là một người đặc biệt, chỉ là dễ bị lệ quỷ khôi phục quá. Đương nhiên điều này là do cậu ta khống chế con lệ quỷ quá khủng bố. Nếu không xử lý được điểm này thì việc cậu ta tham gia vào đoàn đội chỉ khiến cho đội ngũ thêm trở nên bất ổn, còn không bằng không tham gia. Hùng Văn Văn không tệ, năng lực dự đoán tương lai của nó khá là quan trọng, chúng ta có thể cố gắng tranh thủ một chút. Dương Gia nói. Tôi cũng đang cố đây, cho nên tạm thời chúng ta cứ định ra số lượng thành viên như vậy đi. Ngoài ra tôi cũng sẽ sắp xếp cho mấy người ở trong khu tiểu khu Quan Giang. Đương nhiên người nhà, họ hàng thân thích của mấy người cũng có thể chuyển đến bên kia. Tôi sẽ để cho thư ký của tôi sắp xếp nhà giúp mấy người. Lý Dương hỏi. Miễn phí à? Dương Gia nói. Đương nhiên một người một căn biệt thự, còn quyền sử dụng phòng an toàn. Nhưng mà những người bạn bè thân thích của mọi người thì không thể nhận đãi ngộ như vậy, chỉ có thể tặng một căn nhà bình thường mà thôi. Như vậy đủ rồi. Loại người như là chúng ta còn chưa biết sống chết được bao lâu, lấy nhiều thứ như vậy cũng không có cơ hội đi hưởng thụ thì lấy nhiều làm cái gì? Phùng Toàn nói. Hắn ta cũng không phải là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, mà là một người có lý tưởng, có khát vọng. Dương Gian tiếp tục nói. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới cần an bài tốt hậu sự cho bản thân. Ngoại trừ điều này ra, tôi có thể cho thư ký soạn cho một người một phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty. Như vậy sau này nếu có người đó không cẩn thận mà chết đi thì cổ phần này sẽ được làm tài sản cho cha mẹ hoặc đời sau của mấy người thừa kế. Lý Dương có chút tò mò nên hỏi. Tôi có thể hỏi một chút không? Giá trị của cổ phần là bao nhiêu vậy? Tôi cũng không rõ, nhưng mà một cổ phần giá trị ít nhất cũng là 1 tỷ. Hoặc dù nó còn kém so với các công ty thuộc top 500 toàn cầu, nhưng mà đủ để đảm bảo cho người nhà các cậu cơm ăn, no, mặc ấm. Tuy nhiên hoa hồng của cổ phần chỉ được chia theo hàng năm, đồng thời không được bán cổ phần đi. Mong mọi người có thể hiểu được, tôi cũng không muốn cổ phần công ty bị người ngoài mua được, sau đó khiến cho nó bị sụp đổ. Dù sao điều này cũng là cân nhắc cho lợi ích của mọi người. Dương Gian nói thẳng. Trước kia hắn từng thảo luận qua về vấn đề này cùng Trương Lệ Cầm. Sau khi đi làm ở công ty, Trương Lệ Cầm đã học được khá nhiều tri thức. Cái này chính là chủ ý của cô. Phùng Toàn vừa cười vừa nói. Đại ca, cậu phát tài hay sao mà hào phóng thế? Mấy cái đó chỉ là dâu ria thôi, không cần để ý. Dương Gian tiếp tục nói. Chúng ta bàn bạc tiếp về chuyện của đội ngũ đi. Một đội ngũ cần một đội vị vị đội trưởng, một lão đại. Đội trưởng đời thứ nhất của nhóm chúng ta đương nhiên sẽ do tôi đảm nhận. Nhưng mỗi người đều có khả năng sẽ bị chết, cho nên nếu tôi chết đi, vậy đời đội trưởng tiếp theo sẽ do ai đảm nhận đây? Hoàng Tử Nhã trực tiếp nói. Tôi không muốn làm đội trưởng. Cô tự cảm thấy bản thân không được cái loại năng lực đó. Sau một hồi suy nghĩ, Phùng Toàn nói. Vẫn là lựa chọn một trong hai người giữa tôi và Đồng Tiến đi. Mấy người còn lại của đội ngũ còn khá non trẻ. Lý Dương, Hoàng Tử Nhã và Trương Hàn đều là người mới. Thực sự có năng lực chỉ có Phùng Toàn và Đồng Tiến thôi. Dương Gia nói. Nếu những người khác không có ý kiến gì, vậy đội trưởng đời thứ hai Phùng Toàn, thứ ba là Đồng Thiến. Tiếp theo đó người nào trong chúng ta còn sống thì sẽ đảm nhận vai trò phụ trách với đội ngũ này. Chúng ta tiếp tục bàn thêm về vấn đề khác đi. Việc thành lập một đội ngũ không hẳn là một tụ tập một nhóm người lại với được, mà là cũng cần có được quy củ, quy tắc riêng của từng nhóm. Ngoài ra còn cần phải đảm bảo khi có người nào đó đột nhiên chết đi thì đoàn đội vẫn có thể duy trì. Bởi vì mục đích tồn tại của đoàn đội này không hẳn đã đi xử lý chuyện linh dị, mà còn vì sinh tồn. Dựa theo ý nghĩ của Dương Gian, cho dù thành viên của đội ngũ bị chết đi mất mấy người, nhưng nếu đoàn đội này vẫn còn tồn tại, vậy cha mẹ, anh em, bạn bè của người chết vẫn sẽ được bảo vệ, tránh xảy ra chuyện người mất nhà tan. Sau khi thảo luận một phen, đoàn đội của Dương Gian xem như là hình thành được bước đầu tiên. Quá trình khá là thuận lợi,
không có bất cứ mâu thuẫn gì hay xung đột gì. Việc còn lại chỉ là từ từ quen thuộc, ăn ý giữa các đội viên mà thôi. Dương Gian nhìn thời gian sau đó nói: được rồi, chuyện của đoàn đội cứ để như vậy đã. Còn lại một ít chuyện chúng ta có thể từ từ bàn bạc sau. Hiện tại thời gian đã không còn sớm nữa, đi ăn cơm trước đi. Chiều nay tôi sẽ mang đến mấy người làm quen với hoàn cảnh của thành phố Đại Dương và sắp xếp cho mấy người vào trong khu tiểu khu Quan Giang ở luôn. Nói đến đây, Dương Gian chợt hô to một tiếng: Trương Đại Cầm! Tổng giám đốc Dương, có chuyện gì vậy? Trương Đại Cầm vội vàng đi ra từ trong căn phòng bên cạnh. Dương Gian nói: đến căng tin đây bữa trưa giúp mọi người, đi nữa tôi sẽ ăn trưa ở đây. Vâng. Trương Đại Cầm lập tức quay người rời đi. Phùng Toàn bất chợt hỏi thăm: đúng rồi đại ca, nghe nói gần đây cậu và Lý Dương đang điều tra một chuyện linh dị, có thể nói nghe một chút không? Nếu cần đến sự giúp đỡ, mọi người cũng có thể hành động cùng nhau. Dương Gian nói không hề có ý định giấu giếm. Là chuyện bưu điện quỷ của thành phố Đại Hán, có dính líu đến một số thứ thời kỳ dân quốc. Hiện tại chuyện này chỉ mới là bắt đầu, trước mắt chưa cần đến sự trợ giúp, nhưng mà nếu cần tôi sẽ kêu ký mấy người. Phùng Toàn lại nói: gần đây tôi cũng đang điều tra chuyện lần trước của Bùi Đông. Hắn ta gặp phải nguyền rủa của đồng hồ quả lắc. Tôi muốn xác định vị trí của chiếc đồng hồ kia. Nếu tìm được, nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề lệ quỷ khôi phục. Dù sao thì tên Bùi Đông kia cũng đã dựa vào thứ nguyền rủa này để sống sót rất lâu. Mặc dù nó có nguy hiểm nhưng mà đáng giá để thử. Dương Gian gật đầu nói: chuyện này chỉ có thể từ từ mà tìm. Với lại tôi sợ một mình anh em là làm không nổi đâu. Thử hỏi Đồng Thiến xem liệu cô ấy có rảnh không, hai người đi chung đi. Phùng Toàn nói: tôi định lát nữa hỏi cô ấy. Dương Gian nói: nếu gặp phải nguy hiểm thì gọi cho tôi ngay, hoặc là trì hoãn một chút, chờ đến lúc tôi điều tra xong chuyện bưu điện quỷ rồi hành động cũng không muộn. Phùng Toàn đáp: cậu yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Lần trước đã ăn thiệt thòi một lần rồi nên tôi sẽ cẩn thận hơn. Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau, lúc này Đồng Thiến đột nhiên dẫn theo Trần Thục Mỹ đi ra. Cô nhìn thấy Dương Gian sau đó nói: Trần tiểu thư đã đưa ra quyết định, cô ấy muốn nhờ anh phục sinh Hùng Văn Văn, anh cảm thấy thế nào? Dương Gian lập tức buông bỏ đề tài vừa nãy, quay đầu nhìn về phía Trần Thục Mỹ. Lúc này Trần Thục Mỹ cũng không hề thút thít nữa, tâm tình của cô ta đã khôi phục bình thường. Thấy Dương Gian nhìn về phía bản thân, cô ta liền nói: đội trưởng Dương, mọi việc xin nhờ vào cậu. Dương Gian phất tay nói: chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng mà dì Trần, dì cần phải hiểu rõ, sau khi phục sinh Hùng Văn Văn sẽ không còn là người sống. Nó sẽ không thể sống như một người bình thường. Chắc dì đã nhìn thấy cỗ người giấy trong phòng rồi chứ. Đó chính là thân thể của tổng bộ chuẩn bị cho Hùng Văn Văn, để nó sống lại từ trên người giấy kia. Và lại nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau khi phục sinh, Hùng Văn Văn sẽ phải sống như thế cho đến hết đời, không thể nào trở lại được người bình thường được nữa. Ở trên ghế, ngón tay Hoàng Tử Nhã khẽ chạm vào món đồ trang sức trên cổ, tiện thể nhắc nhở anh một câu: dựa vào quỷ lừa gạt để thay đổi hiện thực, nói không chừng có thể tạo được một cỗ thân thể người. Không đơn giản như vậy đâu. Lần trước Hùng Văn Văn khi bị giam giữ trong tấm ảnh, lệ quỷ ở giai đoạn đã khôi phục. Chỉ là lúc đó quỷ máy ảnh đã cưỡng ép gián đoạn quá trình này, cho nên hiện tại thân thể của người bình thường không thể nào chứa đựng được Hùng Văn Văn, mà cần có một cỗ thân thể đặc thù mới được. Nếu không chỉ cần phục sinh lại, có khả năng Hùng Văn Văn sẽ bị lệ quỷ khôi phục và xâm nhập trong nháy mắt. Phương pháp này của tổng bộ là dựa vào người giấy của Liễu Tam. Ở trên người giấy có lực lượng linh dị, hắn có thể đối kháng được với quỷ ở trong người Hùng Văn Văn. Đương nhiên việc này cũng tồn tại khả năng thất bại, chỉ là xác suất của nó lớn hơn một chút so với dùng thân thể bình thường. Dương Gian giải thích một chút nguyên nhân cho mọi người hiểu. Nghe vậy Hoàng Tử Nhã tỏ ra hơi giật mình. Thì ra là như vậy. Dương Gian lại nói tiếp: nếu dì Trần đã quyết định, vậy thì làm thôi. Chiều hôm nay chúng ta sẽ phục sinh Hùng Văn Văn. Mọi việc xin nhờ cậy vào đội trưởng. Trần Thục Mỹ có chút kích động, nhưng phần nhiều là khẩn trương và bất an. Sau đó Dương Gian nhìn cô ta và nói: tôi cũng có điều kiện, đó là sau khi Hùng Văn Văn phục sinh thành công, nó sẽ trở thành đội viên của tôi. Đồng thời gì cũng không thể xen vào việc điều động Hùng Văn Văn của tôi. Dù sao một ngựa cũng phải đổi một ngựa.
hy vọng dì có thể hiểu được, nếu còn không, hiện tại dì có thể từ chối. Trong con người Trần Tục Mỹ lộ ra chút do dự. Cô ta hiểu, sở dĩ Dương Gian nguyện ý tốn thời gian để nghĩ cách phục sinh Hùng Văn Văn là do nó còn giá trị, chứ không phải là vì lời cầu xin của cô. Dù sao thì trong mắt Dương Gian, cái vẻ cao mỹ mạo của cô ta không hề có một chút sức hấp dẫn nào cả. Tôi đáp ứng đội trưởng Dương. Chỉ cần Văn Văn có thể sống lại, tôi sẽ để nó gia nhập vào đội ngũ các cậu, đồng thời cũng không có can thiệp gì thêm. Trong lòng Trần Thục Mỹ hơi dễ dụa, cuối cùng vì không có chỗ để từ chối nên đành đồng ý. Đồng Thiến nói giúp một hai câu. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, để gia đình bọn họ tụ tập lại không phải là một chuyện tốt sao? Sao cậu cứ kéo nó vào trong vòng linh dị làm gì? Dương Gian bình tĩnh nói. Bởi vì Hùng Văn Văn là một ngự quỷ nhân, đơn giản là như vậy. Là một dị loại sao có thể sống bình thản như người bình thường được? Đồng Thiến giật mình, nghĩ đến tình cảnh mà bản thân đã trải qua, cộng thêm bộ dạng hiện tại, toàn bộ họ hàng thân thích đều né tránh giống như đang sợ hãi cô vậy. Có đôi lúc bọn họ tỏ ra hơi run rẩy khi nói chuyện cùng với cô. Đồng Thiến thở dài một cách bất đắc dĩ, không thể nói gì thêm. Lúc này Trương Lệ Cầm và Giang Diễm đã đẩy xe ăn đi đến. Ở trên xe là một đống những thức ăn tinh xảo, tươi ngon. Hiển nhiên đây không thể nào là thức ăn trong căng tin được, mà là do Trương Đệ Cầm cố ý dặn dò đầu bếp chuẩn bị riêng. Trương Đệ Cầm vừa cười vừa nói, ăn cơm thôi, hy vọng đồ ăn của công ty sẽ hợp với khẩu vị mọi người. Lúc này Giang Diễm rời bỏ xe ăn cười hì hì, sau đó ngồi xuống dựa vào người Dương Gian, ôm cánh tay hắn ta, sau đó nũng nịu nói, mấy ngày không gặp, cậu có nhớ tôi không? Dương Gian nghiêm túc trả lời, không. Người ta không thèm tin đâu, nghe chị Cầm bảo vừa nãy cậu đã hỏi đến tôi đấy. Giang Diễm híp mắt càng cười tươi hơn. Đúng rồi, cậu thử đoán xem hôm qua tôi giúp cậu huy động được bao nhiêu tiền đầu tư. Nói xong cô hơi ngẩng đầu lên, giống như bảo mau đến khen tôi đi vậy. Dương Gian đáp, không có hứng thú. Giang Diễm sụ mặt, nhìn chăm chăm vào Dương Gian. Đội trưởng, cô ấy không phải là bạn gái của anh đó chứ? Nhìn dung mạo cũng là bình thường, chả có gì đặc biệt, dáng người khá là kém, không được cao cho lắm. Còn vòng một này... Lúc này Hoàng Tử Nhã đang quan sát Giang Diễm từ trên xuống dưới, ở trong giọng nhận xét còn có một chút cười cợt. Giang Diễm giống như một con gà mái bị chọc giận, lập tức quay đầu nhìn sang. Vừa rồi không có chú ý đến, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, cô gái ngồi trên ghế sofa đối diện quả thực là hoàn mỹ, xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một mái tóc dài đặc, đen tỏa xuống rất tận ngang hông, vòng eo tinh tế, giống như được vẽ ra từ trong truyện tranh vậy, có thể nói là hoàn mỹ đến mức khó tin. Đồng thời cô gái này cũng có vòng một kinh người, không hề kém so với Trương Đệ Cầm. Không, hẳn là cả hai đều to như nhau. Trong lòng Giang Diễm tỏ ra rất đố kỵ. Chết tiệt, người này ăn gì để lớn như vậy chứ? Những chỗ khác đều đầy đủ, không dư chút thịt nào sao? Chỉ mới đối mặt lần đầu mà cô đã bị đối phương đánh bại đến triệt để. Đây là một cô gái mà tất cả phụ nữ đều cảm thấy ghen ghét. Khi thế của Giang Diễm nhanh chóng bị dập tắt, cô khẽ cúi đầu nói, ai cần cô lo, dù sao tôi cũng làm bạn gái của Dương Gian, Tết vừa rồi tôi còn cùng hắn về nhà gặp người thân đấy. Hoàng Tử Nhã khẽ nháy mắt cười nói, nhìn bộ dáng cô gái này còn không được thông minh cho lắm, nhìn từ bất cứ góc độ nào cô gái này đều không xứng với đội trưởng anh. Nếu không anh thử chia tay với cô ấy đi, rồi kết giao với tôi. Chỉ cần đội trưởng anh gật đầu một cái thì đêm nay tôi chính là người của anh rồi. Người đội trưởng mạnh nhất phối hợp với đệ nhất mỹ nữ giới linh dị, như vậy mới xứng đôi chứ. Lời này vừa mới ra, Giang Diễm lập tức cảm thấy kinh hoàng và bất an. Cô cảm nhận được mối uy hiếp cực kỳ lớn, trong lòng liền trở nên rối loạn. Trong lúc nhất thời, cô đột nhiên có cảm giác bản thân và mọi thứ xung quanh không phù hợp, có vẻ như bản thân sắp sửa bị người khác vứt bỏ vậy. Nụ cười ôn hòa trên mặt của Trương Lệ Cầm cũng trở nên cứng đờ. Cô tuyệt đối không thể ngờ được rằng cô gái có bộ dáng cực kỳ xinh đẹp này lại luôn có chủ ý đối với Dương Gian. Hơn nữa người này còn không có chút rụt rè nào mà lại dám nói ra cái chuyện này ở trước mặt nhiều người như vậy. Có đáp ứng hay không đây? Trong lòng của Trương Đệ Cầm cũng đang cuồng loạn. Nếu Giang Diễm bị vứt bỏ, người thư ký như cô cũng chả khá khẩm hơn chút nào, còn đã cách thời điểm bị từ chức cũng không xa. Người mới ra sân thì người cũ chắc chắn đã phải rời sân.
Nếu đổi lại là người khác thì mọi chuyện có lẽ chưa đến mức như vậy. Nhưng cô gái tên Hoàng Tử Nhã trước mặt này thực sự quá xinh đẹp. Cái loại dung mạo này quả thực chẳng khác gì được vẽ ra cả, không hề có một chút tì vết. Có lẽ không người đàn ông nào có thể tránh khỏi sự dụ hoặc này. Lúc này Giang Diễm đã hoàn toàn im lặng, không dám nói gì thêm. Hai con mắt bắt đầu là ngấn nước, ngẩng đầu nhìn Dương Gian. Bộ dáng của cô giống như là một tiểu tức phụ sắp bị vứt bỏ vậy, trông cực kỳ là tội nghiệp. Còn ba người Lý Dương, Phùng Toàn, Đồng Thiến ở bên cạnh lại không thèm quan tâm đến chuyện này, chỉ bình tĩnh ăn đồ ăn. Còn Trương Hàn thì cũng có chút giật mình, hơi ngẩng đầu nhìn, sau đó lại vùi đầu ăn tiếp, đồng thời chỉ nghĩ thầm trong lòng. Cái vòng này cũng loạn thật đấy. Dương Gian bình tĩnh nói. Cô là đang khích bác châm ngòi ly nhãn ly gián này sao? Nếu còn có thêm lần sau, tôi sẽ khiến cho cô lộ nguyên hình đấy. Nhất thời ánh mắt Hoàng Tử Nhã khẽ co lại, hậm hực cười một tiếng. Đừng có vậy. Anh là đội trưởng, anh nói là được. Coi như là tôi thu hồi lại lời nói vừa rồi, sau này sẽ không có nói trước mặt bạn gái nhỏ của anh nữa. Cô cũng không muốn bị đánh trở về bộ dáng cũ. Mặc dù bộ dáng lúc trước của cô cũng không phải là khó coi, nhưng với bộ dạng hiện tại, cô đã không thể nào tiếp nhận bộ dáng lúc trước được nữa. Từ giàu sang nghèo mà quá khó. Từ giàu sang nghèo quá là khó. Phùng Toàn vừa ăn vừa nói. Đại ca sẽ không bao giờ cảm thấy hứng thú với cô đâu, nên tôi nghĩ cô vẫn nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Cùng lắm thì cô chỉ là một chiếc túi da trông đẹp mắt mà thôi, chứ không có một ai dám đụng vào cô. Nói không chừng nửa đêm đang ngủ, không cẩn thận lại bị tóc của cô xiết cổ đến chết. Dù không bị nó giết chết đi nữa, lỡ ngày nào đó ngủ dậy mà cô lại lộ nguyên hình, như vậy có phải là bị dọa cho chết tuệ không? Điều này sao mà so được với sự thanh xuân đáng yêu tràn đầy sức sống của người khác được chứ? Hoàng Tử Nhã vẫn tự tin như cũ. Cho nên đội trưởng mới phù hợp với yêu cầu của tôi hơn. Phùng Toàn không trả lời cô. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện của hắn ta, không cần quản quá nhiều, cứ để cho bản thân Dương Gian đi đau đầu là được rồi. Thấy vậy trong lòng Giang Diễm thầm thở phào một hơi. Nhưng nguy cơ của chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cô vẫn nhìn về phía Hoàng Tử Nhã với ánh mắt cảnh giác, giống như là đang nhìn một người tình địch vậy. Dương Gian không hề lãng phí thời gian vào chuyện lông gà vỏ tỏi này. Hắn chỉ nói, sau khi ăn xong, chúng ta sẽ trở lại tiểu khu Quan Giang, chuẩn bị phục sinh Hùng Văn Văn. Lúc này vốn ngồi dịu dàng yên lặng từ đầu đến giờ, Trần Thục Mỹ lập tức nói, cảm ơn cậu đội trưởng Dương. Dương Gian phất phất tay ý bảo không cần nhiều lời, bắt đầu ăn cơm. Còn có một người nữa sao? Ánh mắt sắc bén của Giang Diễm lại nhìn chằm chằm Trần Thục Mỹ. Chết tiệt, sao lại thêm một người xinh đẹp hơn cô nữa vậy? Những người này chui từ đâu ra vậy? Sao trước kia cô không hề nghe thấy bất cứ phong thanh nào? Đùng một tiếng, khi mọi người đang ăn cơm, ở trong văn phòng ở bên cạnh đột nhiên truyền ra từng tiếng va đập ngột ngạt quỷ dị. Đồng Thiến buồn bắt đũa nhìn sang và nói, trong căn phòng an toàn có một cỗ quan tài, bên trong là gì vậy? Cô khá nhạy cảm đối với âm thanh, nên vừa nghe là đã nhận ra được vị trí phát ra âm thanh. Quan tài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Diễm lập tức càng cứng. Cô lén lút nhìn về phía Dương Gian, không dám nói lung tung. Cô biết rõ trong cỗ quan tài kia là một cỗ thi thể, một cỗ thi thể của quỷ. Nó được Dương Gian mang về từ quê. Nhưng người khác cũng tỏ ra cảnh giác. Không cần khẩn trương, đây chỉ là một số động tĩnh bình thường mà thôi, thi thoảng sẽ có một hai tiếng động như vậy. Dương Gian bình tĩnh đứng dậy, sau đó đi vào trong căn phòng an toàn. Hắn mang cỗ người nhấy giấy kia ra, sau đó đóng căn phòng an toàn lại. Bình thường vì đảm bảo vạn vô nhất nhất nên mới đặt cỗ quan tài kia ở trong phòng an toàn. Còn nếu tùy tiện một chút vứt nó ở ngoài cũng chả sao. Mặc dù bên trong quan tài là một con quỷ, nhưng hiện tại nó đang là một trong trạng thái cực kỳ đặc thù. Phùng Toàn kinh ngạc nói, quỷ à? Như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Dương Gian trầm ngâm một chút rồi nói, đúng. Nếu hoàn toàn khôi phục, vậy chắc chắn nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu đối kháng với nó, dù toàn bộ chúng ta có liên thủ lại cũng có khả năng bị nó diệt sạch. Lý Dương trợn tròn hai mắt. Lệ quỷ cấp độ S sao? Dương Gian nói,
theo một góc độ nào đó mà nói thì hẳn là như vậy. Tuy nhiên mọi người không cần thiết phải khẩn trương. Tôi đang cố gắng khống chế con quỷ kia. Nếu thành công vậy trong nước hay là ngoài nước đều giống nhau. Chúng ta sẽ là đội ngũ ngự quỷ nhân mạnh nhất. Nhưng hiện tại nó đang trong quá trình thai nghén ra dị loại. Đồng Thiến hỏi. Là dị loại kiểu gì? Giống như tôi à? Cô cũng là dị loại do Dương Gian tạo thành. Dương Gian lắc đầu nói. Không. Cô là dị loại trong ngự quỷ nhân. Còn thứ này là dị loại trong quỷ. Nếu thực sự phải đặt tên cho nó thì tôi cảm thấy phải gọi thứ này là quỷ quái. Đồng Thiên nhíu mày hỏi. Quỷ quái? Nghĩa là sao? Dương Gian không nói. Không phải người, cũng không phải là quỷ, mà lột một loại quái vật giống với quỷ. Cho nên tôi cảm thấy cái tên này là chuẩn xác hơn một chút. Đồng Thiến khẽ gật đầu không hỏi thêm nữa. Phùng Toàn tò mò hỏi. Tỷ lệ thành công là có lớn không? Nếu là một dị loại có thể khống chế, vậy đó sẽ là một chuyện cực kỳ tốt. Tất cả mọi người ở đây đều đã gặp qua quỷ đồng của Dương Gian rồi. Hắn khống chế nó rất tốt, là một trợ thủ tuyệt vời, tiềm lực phát triển cũng rất lớn. Ở trong chuyện linh dị, thường thì cái loại tồn tại như vậy đều quan trọng hơn nhiều so với một vị ngự quỷ nhân. Dương Gian nghĩ một hồi rồi nói. Nó đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên, hiện đang ở giai đoạn thứ hai. Tỷ lệ thành công là rất lớn. Còn thành phẩm của quá trình này sẽ là gì thì bản thân tôi không hề biết. Bởi vì chuyện này có dính dáng đến một số chuyện xưa của các bậc tiền bối, nên không tiện nói. Nhưng mà chờ đến khi có kết quả, mọi người sẽ tự hiểu thôi. Phùng Toàn cảm khái. Vậy nó đáng để chúng ta chờ mong? Đương nhiên là đáng để chờ mong. Bản thân Dương Gian cũng rất mong chờ kết quả. Bởi vì đây chính là một món di sản được cha hắn lưu lại sau khi chết. Không thừa kế được ao cá, ruộng đất, thì thừa kế một con quỷ cũng tốt. Hoàng Tử Nhã nói. Đội trưởng, ngay cả cơ mật như vậy mà anh cũng tùy tiện nói, không sợ chuyện này sẽ tiết lộ ra ngoài sao? Dương Gian cười cười. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết được phương pháp khống chế con quỷ này như thế nào nữa. Nếu có người đó muốn thì có thể thử đi, nhưng mà lỡ chết thì cũng đừng có trách tôi. Đây chính là quỷ giấc mơ. Là một con quỷ khó giải, có thể tiến vào giấc mơ để giết người. Những ngự quỷ nhân khác mà dám đánh chủ ý lên con quỷ này thì đến chết họ cũng chẳng biết bản thân chết như thế nào. Nghe nói như vậy, những người khác đều dùng mình một cái. Lòng hiếu kỳ lúc trước đã biến mất sạch. Một con lệ quỷ không biết, không thể khống chế. Vậy thì ai dám mở quan tài ra mà nhìn đây? Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.